Vâng, em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả và toàn thể tất cả các anh chị em yêu thân trên toàn quốc. Và hôm nay thì mùng 1 thì Quốc Hùng không có gì thì xin gửi đến lời chúc đến toàn thể tất cả bác một tháng mới đầy sức khỏe và cũng như là thành công trong công việc nha. Rồi, trong video hôm nay thì Quốc Hùng giới thiệu với tất cả các bác về cái đôi lo bốt 351 series 4 mà bên em về hôm trước, thì em đã tháo thùng ra để quay về cái nội thất bên trong cũng như là chi tiết lo cho anh em tham khảo. Rồi thì đây là một cặp lo mà em đã tháo ra để cho anh em tham khảo nha. Đây là cái canh của nó nha, còn rất là đẹp nha anh em. Bốt, có đánh logo bốt này. Đấy. Phía trong là nhựa nha, khung xương là nhựa. Wow. Lớp bên ngoài là một vải canh đen. Đấy, tất cả cũng rất là đẹp. Rồi, em gác xe một bên để chúng ta đi vào chi tiết cái đôi lo chúng ta. Và đây thì em cũng đã tháo ra rồi. Thì ở đây thì lo 301 series 4 thì nó sẽ gồm 3 lo, một bát 20, một mic và một chép. Một mic và một chép nha anh em nha. Và đây cái lo bát thì em đã tháo ra nha anh em. Tháo ra để cho anh em tham khảo. Lo bát 20 và sở hữu từ này thì khoảng 8 sen nha nè, 8 sen thì từ bốt thì nó thường nó nhỏ, nó không có to thì lo nó nhỏ mà. Đây, đây hàng thì xin niên bán và rất là đẹp nha nè, nhìn đồng lần 7 màu luôn nè. Ở trên câu từ thì nó in chìm số và logo bốt nha, logo bốt và số 181860. Bên này cũng thế nha anh em, 181860 bốt này, nhìn rất là đẹp. Và hai xin so thì như thế này. Và trên lo bát thì nó đánh một cái tụ để cáo những tình yêu vào. Quay cho anh em thì vừa dinh thì nó sẽ sánh cái đầu này, da này lại và cho nó ngay da nó ngắn quá em tháo ra và em ốp lên như thế này để cho anh em dễ dàng nhìn hơn. Đây cho anh em, phía bên trong màn thì nó được dập gồ ghề như thế này, anh em nhìn thấy nó gồ ghề như thế này để nó làm tiêu âm đi. Và anh em nhìn nhận lo và trên màn thì nó có in dập số, in số lên nha nè. Đấy, nhận lo còn cực kỳ là đẹp nha. Đấy, cuốn lo rất là đẹp luôn. Tất cả là bao xin bán cho anh em nha. Rất là chất lượng. Bên này cũng thế nha nè, long lanh là 7 màu luôn nha. Đấy. Nhìn lo cực đẹp. Đây là phía bên trong lo này anh em. Bên trong nó sẽ sử dụng một bóng như thế này. Đó, anh em thấy chưa, bóng và tụ lo bốt. Phía dưới này là một cái, ở phía bên dưới này là một cái chép nha, chép. Và đây là mic nha nè. Đấy,
anh em thấy cô mít đó, phía trong lớp bông còn tranh mút luôn nè, bông còn tranh mút. Lo còn cực kỳ là đẹp và riêng nhiên bán, tiếng lo rất là chắc luôn. Đây là tiếng lo nha anh em, anh em nhìn vào tiếng lo thì anh em thấy được độ đẹp của sản phẩm như thế nào. Rồi riêng nhiên bán hết toàn em luôn. Đây là chép, em sẽ quay lo mic cho anh em. Đây là lo mic nha, lo mic và lỗ. Lo bot 301 series 4 rất phù hợp cho anh em chơi karaoke gia đình, hoặc là anh em làm lo lời vân vân. Với những đôi lo này thì anh em đánh vào những con nói có tầm công suất tầm 350 W đổ lại nha, đổ lại. Hoặc là anh em nào mà mình chơi công suất lớn hơn thì chúng ta đánh hai đôi. Và nếu cái kênh, những cái kênh phòng nào mà nó nhỏ tầm 25 mét vuông thì chúng ta chơi một đôi và một chiếc trầm bắt 30 hoặc bắt 25 là vô tư. Còn nếu phòng nào lớn hơn tí nữa thì anh em chơi hai đôi như thế này, và một chiếc tầm 30 40 thì anh em hát hò cực kỳ là chất lượng luôn, và hàng là hàng xịn nên là chất âm nó ra thì anh em phối bằng vào cái độ chất. Dòng bốt 301 series 4 nha nè. Và giá của đôi này thì bên em đang có mức giá là 8.500.000, giá đã bao ship toàn quốc cho anh em nha. Đấy, tất cả tiếng lo, cũ lo, thùng lo cực kỳ là đẹp luôn, góc cạnh này. Lo rất là đẹp nha nè. Rồi, mọi chi tiết thì anh em liên hệ Quốc Hồng qua hai số điện thoại cho mình nha. Giá là 8.500.000 một cặp bot 301 series 4 nha anh em nha. Rồi, em xin phép dừng clip tại đây và hẹn tất cả các video sau.